tây tô tô mình phải to to mà ồ có thầy to 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 bây giờ mọi người Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em đi giăng lưới nha mọi người. Em mới đi làm về. Giờ này cũng tầm 11 giờ mọi người. Thì em đi làm hành đi làm nhổ hành đó mọi người. Rồi về sớm thì em mấy ông chú tranh thủ đi giao vài xong này kiếm vài con cá về để ăn trưa nha mọi người. Thì lưới em mà cũng vừa thả xong này thì em thấy cũng có dính được mấy con cá rô phi á mọi người, thì em đã thả ở đây, lát nữa em thu em qua bên ngoài sông bên kia em thả thử nha, em kiếm vài con cá nha mọi người. Trời hôm nay nổi gió mọi người, thì em đứng đây quay cho mọi người xem á, thì có gió thổi video thì mọi người xem cũng thông cảm cho em nha. Tại bữa nay trời trở gió chuyển sang gió bắc á mọi người, gần Tết rồi nên gió bắc chuyển thổi về á, gió rất là mạnh á mọi người. Thì em thả lưới phía dưới đây nè, lát nữa em sẽ thăm cái lưới này và gỡ cá quay thành quả cho mọi người xem cái thả lưới đầu tiên của em nha. Em thả cái khu vực này, hy vọng là có dính nhiều cá nha mọi người. Thấy được cũng dính được mấy con cá rô phi cũng khá là to mọi người. Thì em ngâm một chập nữa rồi em kiểm tra lưới lại coi thử có dính không nha mọi người. Giờ em với ông chú của em đi thăm lưới nha. Dính con nào thì em gửi cho con đó cho mọi người xem luôn nha. À, chỗ khu vực này cũng nước cũng hơi sâu nha mọi người. Tới ngực mình đã mọi người. Những cái gì mà chìm phao đây? Cái to to mà ồ có thầy to to bây giờ mọi người đây này trời mấy người bên đó là đánh đầu con đó bên vừa vừa qua phải trời này trời gió mạnh ghê. Tối tăng tiền ơi nó cũng dính à, thấy rất là tốt. Đi sau sau rồi. Mình ngồi xuống mình thả mình chèo qua khỏi lạnh.
đây lội xuống nước thì nó lạnh quá, trời gió nó lạnh. Đây cá rô phi béo mầm luôn mọi người, hút nước mà. Phi không ha, mặc dù bây giờ à, phi nữa nè. Gì đây, chung phi lại tiếp tục chung phi mọi người. Nó này thả nó nhỏ lắm, nhỏ lắm.
cậy ha. Cá trắng đây mình gọi là cá mè núi à. Cũng thăm hết hai lứa của em nha, đây dính đường thêm bà nữa, đây một em, dạ rồi xong chạy luôn. Thêm nữa chú khuyên là hơi nhiều nha mọi người, nói chưa gì được nhiều đó rồi chú khuyên là hay mọi người. Khí à, tầng khí à. Khí. Nhiều quá. Nhiều đây nè. Với một tay một giác đầu tiên là mọi người. Em mới gỡ nè. Rồi em tiếp tục em ngâm đó, lát nữa em kiểm tra tiếp nha mọi người. Em với ông chú thả cái giác thứ hai mọi người. Để em thả khu vực trên kia mọi người. Giờ em chỉ xuống đây. Giờ thăm lưới này cái giác này à mọi người, em bồ thăm rồi em bồ thu lại luôn rồi em đi ra bài mít mày xong rồi kia em đánh nha mọi người. Cũng chưa tranh thủ về nấu cơm ăn nữa mọi người. Dính không? Em xuống đầu dưới đó em thu lưới lại luôn nha. Trắng. Cái gì đây? Rồi tuông rồi. Phẩm tinh tinh tuông không mọi người. U con cá bự chập má luôn mọi người. U u chó 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 u con cá ơi. U cá bự luôn. Xém nữa là tuông rồi mọi người ơi, nó dính chút xíu à. Đó đó. U con cá chập má luôn. Cá mì dinh hao. Hay là cá trắng ta? Cá rô. Rồi em thu lưới luôn nha mọi người. Đây cá. Em thu em đi ra ra bài xong lại kim coi thử. Cái này giác nữa lại em về em thu lưới em về luôn. Nếu em thu xong là mọi người. Còn là dính lá tê không mọi người. Giờ em di chuyển ra bài xong em thả giác nữa rồi em đi về luôn nha mọi người, thẳng giữ lưới luôn, gỡ mấy cái lá tiên này ra luôn.
lưới cái giác thứ hai của mình thả nè mọi người. Đó, mình thả dọc lên cho nó luôn mọi người. Thì giờ em sẽ ngâm lưới ở đây em cập nha mọi người. Thì em sẽ xuống thăm lưới coi thử có dính cá không nha. Nhưng nếu có dính thành quả được mấy con cá thì em sẽ quay cho mọi người xem nha. Em thả cái giác này nữa là em tóm lưới lại em đi về luôn nha mọi người. Về còn ăn ăn cơm nữa. Nấu cá ăn cơm giờ này cũng chưa mọi người. Đi mấy ông chú đó. Cá em để trên đây nè. Ngồi chập em xuống sẽ thăm lưới em coi thử có thành quả nữa không nha mọi người. Rồi em cũng thu lưới xong nha mọi người. Đây, em để trong bao đây. Thì cái giác này em đánh là dính được hai ba con à, nên em không có quay cho mọi người xem. Đây em sẽ quay thành quả cho mọi người xem nè. Đánh ba giác lưới nha mọi người. Được nhiêu đây cá nè. Được con cá đây là con cá gì đây? Thì em không, chưa biết con cá đây cá gì luôn mọi người. Bự lắm. Cá này mà câu được giật xuống tay lắm. Giật bịt cằn luôn á. Mà toàn là cá rô phi không nha mọi người. Có được con cá này thì con cá miền núi kia luôn mọi người. Đây, cá miền núi nè. Thì buổi trưa hôm nay của em mấy ông chú em đánh được thành quả vô đó nha mọi người. Thì mọi người xem video vui vẻ, xem video của em cảm thấy yêu mến em với chú em thì cho em một like, được đăng ký kênh. Mọi người thương tình thì cho em một lượt chia sẻ luôn nha mọi người. Thì video của em đánh cá tới đây xin tạm dừng nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Bye bye mọi người, chúc cô bye bye.